Chào mừng các bạn đến với bản tin thể thao ngày 4 tháng 1. Tâm điểm của làng NBA hôm nay không gì khác ngoài việc Kyrie Irving và Klay Thompson thông báo ngày trở lại. Và không biết Brooklyn Nets có muốn chào đón Pháp Sư trở lại một cách hoành tráng hay không mà họ để thua trận thứ 3 liên tiếp. Bên cạnh NBA, những diễn biến hấp dẫn từ làng banh đỉ cũng như đường đua nóng bỏng tại Dakar Rally chắc chắn không thể khiến người yêu thể thao bỏ qua. Không để các bạn phải đợi lâu, cùng đến với mục điểm tin chính. Curry cụt tay, Warrior vẫn thắng hết. Ấn định ngày trở lại của Kyrie Irving và Klay Thompson. Logan Paul tố Mayweather thiếu nợ không chịu trả. Nếu nhìn vào thông số của Stephen Curry hôm nay, hẳn nhiều người sẽ nghĩ đầu bếp đã có một trận đấu không tốt. Nhưng trên thực tế, đúng là Curry thi đấu không tốt thật. Đội trưởng của Warrior bị theo kèm quá chặt và những cú ném của anh không được mượt mà như mọi khi. Trong 10 lần ra tay ngoài vạch 3, Curry chỉ thành công đúng một lần duy nhất. Chưa bao giờ xạ thủ Curry mất tay như thế, anh chỉ có vỏn vẹn 9 điểm, cùng hiệu suất 3/17. Bù lại, Curry làm rất tốt trong khâu kiến tạo với 10 đường truyền dọn cỗ cho đồng đội. Rất may cho Warrior khi Curry mất tay thì các kép phụ lên tiếng, nổi bật trong số đó là Jordan Poole. Tuy ra sân từ băng ghế dự bị nhưng anh thi đấu cực kỳ bùng nổ với tận 32 điểm, 5/9 quả 3 cùng 5 kiến tạo, góp công lớn mang về chiến thắng cho Warrior. Bên kia chiến tuyến khá đen cho Miami Heat khi chủ công Jimmy Butler chấn thương giữa chừng, khiến sức mạnh của đội bóng bang Florida giảm sút nghiêm trọng. Ngoài ra, Kyle Lowry mang đến 5 lỗi cá nhân cùng 8 lần để mất bóng. Tiếp đón bầy gấu trên sân nhà, các cầu thủ Brooklyn Nets mang trên vai áp lực nặng trĩu. Đoàn quân huấn luyện viên Steve Nash vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp trước Sixers và Clippers trên sân nhà. Trong khi đó, bầy gấu lại hừng hực khí thế với chuỗi 4 trận thắng thổng. Vì thế, dù được đánh giá cao hơn cũng như lợi thế được thi đấu tại Barclays Center, các fan của Nets chắc hẳn không đặt quá nhiều niềm tin vào chiến thắng của đội nhà. Và diễn biến trên sân thực sự là một cơn ác mộng với nửa đen thành phố New York. Memphis Grizzlies sớm tạo ra lợi thế dẫn trước ngay từ những phút thi đấu đầu tiên với điểm tựa hàng phòng ngự cùng sự bùng nổ của Ja Morant ở mặt trận tấn công. Gấu trẻ tiếp tục khiến người hâm mộ phải thổ thức với ngày thi đấu cực cháy 36 điểm, hiệu suất 63% cùng 8 kiến tạo. Cứ tiếp tục màn trình diễn tuyệt đỉnh như thế này sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Morant lọt vào đội hình All-Star. Như lời của Desmond Bane ca ngợi Morant sau trận: "Mọi người cứ tranh luận rằng cậu ấy có xứng đáng có tên trong danh sách All-Star hay không. Theo tôi, chúng ta nên tranh luận xem cậu ấy có phải hậu vệ xuất sắc nhất giải đấu hay không." Bên cạnh gấu trẻ, Desmond Bane đóng góp 22 điểm và Brandon Clarke ghi 16 điểm từ băng ghế dự bị. Memphis Grizzlies làm chủ hoàn toàn khu vực dưới rổ với 62 rebound, gần gấp đôi so với con số 33 ở bên phía đối thủ. Lép vế hoàn toàn dưới rổ, đoàn quân huấn luyện viên Steve Nash chỉ còn biết trông đợi vào bộ đôi Kevin Durant và James Harden. Đáng tiếc hôm nay lại không phải là một ngày may mắn của bộ đôi ngôi sao này. KD dẫu ghi được 26 điểm nhưng hiệu suất ném rổ của anh chỉ đạt 33%. Với 8 trên 24 lần thành công, Harden cũng chẳng khá khẩm hơn với 19 điểm, 8 kiến tạo và để mất bóng tận 5 lần. Thất bại trước bầy gấu đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của Brooklyn Nets. Đoàn quân huấn luyện viên Steve Nash cũng đánh mất vị trí thứ 2 bờ đông vào tay của Milwaukee Bucks. Hơn lúc nào hết, người hâm mộ đang mong đợi ngày trở lại của Kyrie Irving. Và các fan của Nets chẳng phải chờ đợi lâu. Sau bao ngày hóng, tháng mong năm đợi, Kyrie Irving đã ấn định ngày trở lại sàn đấu. Theo thông tin từ cây viết Sam Charania của The Athletic, cũng như xác nhận từ huấn luyện viên Steve Nash, Uncle Drew chắc chắn sẽ có tên trong đội hình của Nets trong chuyến làm khách tới Indiana Pacers vào ngày 6 tháng 1 sắp tới. Đó sẽ là trận đấu đầu tiên của Kyrie Irving trong mùa giải năm nay. Trước đó, vì kiên quyết nói không với vaccine, Irving đã bị giới chủ của Brooklyn Nets cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cùng toàn đội, cũng như không đồng ý với việc anh chỉ thi đấu part-time các trận sân khách. Nhưng với tình hình lực lượng, đội bị tổn thất nghiêm trọng do Covid cũng như chấn thương, bộ sậu của Nets có lẽ phải nhượng bộ. Trong khi đó, với Klay Thompson, ESPN đưa tin anh sẽ trở lại trong trận Warriors tiếp đón Cleveland Cavaliers trên sân nhà. Sau hơn 2 năm kể từ chấn thương kinh hoàng tại chung kết 2019, Klay sẽ chính thức tái xuất vào ngày 10 tháng 1 sắp tới. Ở những buổi tập vừa qua, Klay cho thấy tài thiện xạ của mình vẫn không mấy mai một, và sau buổi khởi động trước trận đấu sáng này, Klay đã giơ 6 ngón tay khi đi vào đường hầm, ám chỉ rằng anh đang đếm ngược ngày xỏ giày ra sân trở lại. Một pha thả thính khiến các con dân phải loạn nhịp. Hơn 900 ngày và chúng ta sắp được chứng kiến Spud Rager tái xuất. Ngày hôm qua, thương vụ Rajon Rondo chuyển đến Cleveland Cavaliers đã chính thức diễn ra. Lakers đẩy đi hậu vệ kỳ cựu để nhận về DeJell Valentine. Nhưng ngay lập tức, nửa vàng tím đã lập tức đẩy cầu thủ 28 tuổi sang New York Knicks. Động thái này của Lakers được xem là nước đi hợp lý bởi Valentine chơi không quá tốt, cũng như việc làm này giúp Lakers bớt được quỹ lương. Ở chiều ngược lại, New York Knicks có được DeJell Valentine cùng 1,1 triệu đô từ Lakers trong giao dịch.
nhưng có thông tin cho rằng ba lãnh đạo của Nike không mấy mặn mà với DeJuan Valentine và sẽ thanh lý hợp đồng với cầu thủ này trong thời gian tới. Mức phí để Nike thanh lý hợp đồng Valentine rơi vào khoảng 880.000 đô. Tạm gác lại những câu chuyện chuyển nhượng, cùng hít một drama. Kristen Thompson ngoài là trung phong của Sacramento Kings, anh còn được biết đến bởi đang cặp kè với ngôi sao truyền hình nổi tiếng Khloe Kardashian. Mới đây, big man này đã khiến giới showbiz lẫn giới NBA bật ngửa vì thừa nhận có con với phụ nữ khác. Cụ thể, Thompson đã đăng lên Instagram cá nhân rằng: "Hôm nay kết quả xét nghiệm huyết thống cho thấy tôi là cha của đứa con với Marley Nisgol. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình. Giờ đây, khi đã xác định được quan hệ cha con, tôi mong muốn được nuôi dạy con trai của chúng tôi một cách tốt nhất. Tôi thành thật xin lỗi tất cả những ai tôi đã làm tổn thương hoặc những ai thất vọng vì tôi trong sự việc này." Ngoài ra, trung phong 30 tuổi còn gửi lời xin lỗi đến cô bạn gái Khloe Kardashian: "Em không đáng chịu những điều này. Em không đáng phải chịu đựng sự đau lòng và sỉ nhục mà anh đã gây ra. Em không đáng chịu những điều anh đã đối xử với em trong suốt những năm qua. Anh luôn dành sự tôn trọng và tình yêu sâu sắc cho em, bất kể em nghĩ gì. Một lần nữa anh vô cùng xin lỗi." Hẹn hò từ năm 2016, nhưng số lần cô nàng nhà Kardashian này nghe tin bạn trai ngoại tình chắc đếm không hết trên đầu ngón tay. Lần này Thompson còn chơi lớn đến mức có con với người ta. Thôi ca này không còn gì để nói được rồi. Được biết, Khloe Kardashian đã giữ im lặng trước vụ ồn ào này. Cô và Thompson đã chia tay vài tháng trước dù đã có con chung với nhau. Drama không tự sinh ra và mất đi, chỉ chuyển từ môn này sang môn khác. Khi mà năm mới đã sang, chúng ta lại được nghe những câu chuyện bóc phốt thiếu nợ, không trả. Không chỉ ở Việt Nam mà cả làng boxing quốc tế cũng đang rầm rộ chuyện tố nhau chuyện tiền bạc. Mới đây, Logan Paul đã có một pha chửi thẳng mặt tay đấm Floyd Mayweather vì không trả tiền thù lao cho mình sau trận boxing giữa họ hồi tháng 6 năm ngoái. Được biết, trận so găng giữa Mayweather và Logan Paul đã thu được hơn 1 triệu lượt mua truyền hình cáp và là một thành công lớn, nhưng YouTuber này cho biết mình vẫn chưa nhận được tiền. Viết trên Instagram, Logan không tiếc lời chửi rủa: "Con chuột bẩn thỉu vẫn chưa trả tiền cho tôi được 6 tháng rồi. Được thôi, tôi và người anh em võ sĩ KSI sẽ sớm đòi lại số tiền mà thằng này trộm lấy từ tôi." Không biết sự tình thế nào, nhưng Floyd Mayweather được xem là tay đấm giàu nhất thế giới với tổng tài sản khoảng 450 triệu đô la Mỹ. Thôi thì gần Tết đến nơi, Floyd thu xếp trả phô đi. Nợ sang năm mới làm gì cho xui, đừng để đến lúc mất vui, đừng để nhà cửa toàn mùi mắm tôm. Tại bảng C của ATP Cup, Alexander Zverev cùng với Jan-Lennard Struth thắp lại hy vọng vào bán kết cho Đức khi hạ Mỹ ở các trận đơn. Đức và Mỹ hiện đều có một thắng một thua, trong lúc Anh thắng một trận. Số 3 thế giới Alexander Zverev giúp Đức cầm chắc chiến thắng chung cuộc khi đánh bại Taylor Fritz sau 2 set 6-4 và 6-4. Trước đó, Jan-Lennard Struth khuất phục John Isner sau 3 set với tỷ số lần lượt là 7-6, 4-6, 7-5. Cho dù tay vợt Mỹ có đến 34 cú giao bóng, ghi điểm trực tiếp, chia sẻ về chiến thắng này, Jan-Lennard cho biết: "Luôn là thử thách khó khăn khi đấu với Jones, tôi đã chạm trán anh ấy 4 lần trước đây và thua cả 4. Vì vậy tôi rất vui khi có được chiến thắng cho đội của mình ngày hôm nay." Mới đây, giám đốc giải Úc mở rộng Chris Tiley cho biết có một số ít tay vợt chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 nhưng vẫn được phép nhập cảnh vào Australia để tham dự Australian Open 2022. Trong cuộc họp báo mới đây, Tiley cũng thông báo rằng bất kỳ ai đến Australia lúc này đều phải tiêm phòng đủ 2 mũi hoặc được miễn trừ y tế. Chúng tôi biết một số tay vợt đã nộp đơn xin miễn trừ và vài người đã được chấp thuận. Họ đang có mặt ở Australia để sẵn sàng cho giải đấu và việc tiết lộ thông tin hoàn toàn tùy thuộc vào họ. Cách đây ít ngày đã dấy lên thông tin Novak Djokovic bị từ chối miễn trừ y tế để được thi đấu tại Australian Open 2022. Nole hiện đang tập luyện ở Tây Ban Nha và chưa rõ khả năng nhập cảnh vào Melbourne. Về trường hợp này, ông Tiley cho biết nếu không có gì xảy ra sẽ là quá muộn để Novak có mặt ở Australian Open 2022. Tôi không biết thông tin nào về Djokovic nhiều hơn các bạn. Anh ấy không tiết lộ tình trạng tiêm phòng, cũng không ai biết anh ấy có xin miễn trừ y tế hay không. Đó là lựa chọn của anh ấy. Cuộc đua địa hình hấp dẫn bậc nhất hành tinh đã khởi tranh. Qua 3 ngày đầu tranh tài, tay đua người Úc Daniel Schander là người dẫn đầu. Tuy nhiên, vì một sai sót trời ơi đất hỡi đã khiến anh đánh mất vị trí này. Có lẽ đường đua trên sa mạc tại Ả Rập khiến Daniel và các đồng đội mất phương hướng và bị lạc đường ở chặng đua thứ 3. Điều này khiến anh cán đích ở vị trí 23, kém người dẫn đầu 3 phút 29 giây. Kết quả này khiến Daniel tụt xuống vị trí thứ 3 chung cuộc. Và đó là những thông tin thể thao mới nhất trong 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.